Audio Jungle. Vượt ra và nó thành những cái cành chính như cành em mới vừa cắt ra đây. Đây. Cái cành đây là cành chính không? Bây giờ em cắt đi. Cái cành này nó ra. Nó sẽ rộng ra ngoài này và nó sẽ thành cành chính ở ngoài này. Đó. Là cái cây của mình tán nó sẽ rộng ra, và nó sẽ thông thoáng được phía bên trong. Ví dụ anh để như thế này. Rồi cành này nó lên nó cũng giống như cành này và cành kia nữa, cành này lên đụng cành kia. Nó sẽ bị rợp tán bên trong. Đó, nó không có ánh sáng, nó không có thể nào có khả năng mà đậu trái của nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đó, nó sẽ mất đi. Còn những cành này, không những một cành này mà một cành này nữa, nó sẽ thành hai cái cành chính thì em mới cắt bỏ. Đó, thành một cái cành chính thì mới rồi. Anh để nó coi. Giờ cành này đang sẽ phát triển ra, cành này mất đi, cành này sẽ thành cành chính và nó ra phát triển ngoài này. Đó. Tương tự như chẳng hạn như giờ cành này cắt bỏ. Rồi, ngọn đây. Nếu mà bây giờ nó còn ấy, nếu không em cắt bỏ đây nữa thì ngọn này nó sẽ ra ngoài đây. Đó. Giờ không, nếu mình không cắt mình để dài thì nó lên đây. Nên thử cắt bỏ luôn. Cắt bỏ. Rồi ngọn đây nó sẽ ra ngoài này. Nó phát triển lên. Đó, em tưởng tượng nhanh nè. Rồi. Đây. Đó. Mà cái đây á là mỗi năm, thường thường là mỗi năm mình làm một lần. Nó sẽ tạo tán thông thoáng. Và những cái cành có trái em nói anh á, đây, những cành đây là những cành đầu trái đây. Những cái cành đây là những cành đầu trái. Đó. Cái này nó ra, nó sẽ để ra những cái cành chi thì nhiều nữa. Cái này ra trái trước xong mới đẻ cành chi nữa. Không, cái này sẽ ra phát triển thành cái ngọn chính đây. Đó, là những cái cành đây này. Sau này những cành đây sẽ là những cành đầu trái của mình này. Đó, những cành cái tược đây. Đó. Đó, em đi cắt. Đây anh cắt. Rồi đây nó sẽ ra thành ngọn chính. Đó, như vậy. Đây như vậy. Anh hỏi suy nghĩ anh chị em cái thời gian anh chưa chăm bón nó sẽ phát triển. Những cành đây nó sẽ lên thành những cành chính này. Cành đây nó ra sẽ thành chính. Đó, nó làm nó sẽ tạo tán mình đó ra ngoài như cái mặt độ mà anh chăm sóc như thế này á. Bơ anh cứ một cây đọt của nó thường thường nó sẽ nằm 5 đến 60 phân. Bơ của anh này này. Rất là tốt. Anh chăm sóc cái này là cứ một cây đọt của nó. Đây là do cái mùa nắng nên cái đọt của nó sẽ ra chậm hơn. Nếu mà mưa đọt nó sẽ ra từ 4 đến 5 phân. Đó, một lần nó ra như thế này. Khi nó già nó sẽ ra chậm. Thời điểm đang như mình đã vô cái mùa này là mùa nắng. Đọt nó sẽ phát triển chậm lại cái dòng. Em nói 4 50 phân mà nhận đợt đấy có khả năng nó ra chỉ chừng 3 đến 40 phân. Đó, là tới đây. Nó lên này anh cứ để im, nếu để nguyên bản của nó lên nó sẽ rập lại. Nên mình sẽ cắt cho thông thoáng ra. Trước tiên là mình cứ dọn dần cắt, cái đọt như thế này đi. Một năm sau là thấy tán nó khác hẳn rồi. Đúng rồi, trong đó em nói là cái nhiều cái vườn anh thấy 4-5 năm thì chưa tạo, nhưng mà em nói tốt nhất là năm đầu là tạo đi, dần dần 2-3 nó giống như cây bonsai ấy. Chứ có giờ mình làm giật cục gái mà nó lên 5 năm là mình mới tạo rất khó. Có trái không đậu đâu. Anh làm đi rồi 2 năm sau là anh thấy trái nó khác hẳn rồi. Đây là cái thang này. Như thế để cái thang vào rồi. Cái này trồng từ đầu tháng 6 dương lịch năm ngoái rồi. Đến giờ là 5 tháng. Còn cái này 5 tháng rồi. Ép nó ra vẫn ra cho anh. Không cần ép đâu em. Nhưng mà anh thấy người ta bảo là nó cái bói đấy đừng có quan trọng, để 1-2 trái gọi đại diện cho em là có phải đúng bơ bút hay có ngon hay không đúng thôi. Rồi, đúng rồi. Ăn gia đình đúng ăn thôi. Rồi. Chứ còn là năm sau thì tính chứ đừng cho nó nhiều trái quá. Là anh bảo thôi cứ cắt đi cho không cần đâu. Cái khoảng 3.5 mét rồi. Không, cái này không phải là 3.5 mét. Em cắt ra đây em sẽ giải thích cho anh sau. Không phải là 3.5 mét. Nó sẽ bung ra 3 cái ngọn nữa cho anh đó. Cái thời điểm này là cắt tốt nhất em, trong 1 năm em nói cắt 1 lần. Thời điểm hái quả xong à? Hái quả xong cắt, nó có sức. Lúc đó nó mất hết dinh dưỡng. Giống như cà phê mình hái xong cắt.
không là không cần hái quả xong mà nó khi nó đã đậu trái, định hình được cái trái mà nó sẽ mình sẽ chắc ăn được á, là mình sẽ cắt những cái cành không cần thiết, mình sẽ cắt trong khi nó đang đậu trái đó, đậu trái bằng này 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 không bị lớn này, cỡ bị lớn này đã bắt đầu làm cành hết cho em. Cành nào cần thiết mình để, không cần thiết cắt bỏ. Đó, cành nào mình cảm khả năng là đậu trái rồi đấy phải không, trái rồi mình cắt luôn. Lúc đó thì thứ nhất nó sẽ nuôi được những cái cành còn lại, và trái của mình nó sẽ không bị cọ sát vô thân cây, không bị trầy da rồi thế này thế kia. Đó, và trái mình nó sẽ được lâu dài hơn. Còn em giải thích cho anh giờ cái em cắt ngọn đó nha. Là chuẩn bị ngọn đây này. Là một, ngọn đây là hai và ngọn kia là ba. Nó sẽ cao lên nữa. Và nó phát triển rộng ra thành ba cái ngọn lớn nữa, ba ngọn chính nữa. Chứ không phải em cắt đi cái ngọn chính đó thì anh mất đi cái ngọn bơ của mình. Nhưng mà em cắt đây đó, giờ anh cứ tưởng tượng ngọn đó là ngọn chính nha. Rồi tiếp tục để em cắt ví dụ một ngọn chính ra cho anh nữa. Đây nè, mình thấy không, cái cây bơ của mình mất cái ngọn chính rồi nè. Đó, giờ nó sẽ một ngọn chính này, hai ngọn chính này, ba ngọn chính. Thấy không? Ở dưới này nó còn lên nữa. Anh cắt chỗ này á thì cái cành nãy là sát quá nên mình phải cắt dưới cho nó thông thoáng ra luôn. Đó, bây giờ một ngọn chính này, hai ngọn chính này. Một ngọn này không cho lên chính, cho nó ra ngoài. Đó là cây lớn của cây đại cao vượt mức của mình. Đó, hai ngọn chính và ba ngọn chính. Anh cứ tưởng tượng đi, cây này trong vòng cỡ, ví dụ như anh chăm tốt trong vòng cỡ 2 tháng nữa, khi mà ra bút được 2 cây đột, cây này sẽ khác hẳn, hoàn toàn khác hẳn. Nó sẽ rộng ra tới cỡ này, phát triển tốt, rộng ra hơn. Anh cứ tưởng tượng nếu mà anh để nguyên bản của nó sẽ lên cao, và cái chiều phát triển rộng của nó ra không có. Nhưng mà đây, từ đây này nó ra đây là anh thấy tương tượng là 20-40 phần rồi. Nó ra là 40 phần nữa, là 80 phần là cỡ mét. Nó ra một lần đường kính của nó 1 mét thì anh nghĩ cây này lớn cỡ nào? Đúng em, từ mặt đất mà lên cái cành như vậy là được chưa? Rồi, cỡ này là ổn định rồi ạ. Anh khỏi lo, anh an tâm nha, cái cành này nó ra nữa thì nó còn sát như này nữa, chứ không phải nó ra dính lên đâu. Cành này nó ra nó xì xuống như này nữa. Biết anh là anh thích cái mấy người người ta rất sát đất mà anh cắt sát nắm dưới cắt hết đi. Sợ nắm bệnh nhiều. Không. Cái này anh khỏi lo, nó ra mai mốt nó phát triển lớn ra rộng ra thì nó nằm cũng tầm cỡ chỗ này này. Thì mình lại cắt đi bớt đi, đừng cho tầm đất mà. Khỏi cần giảm đất. Giảm đất thì trái của mình nó cũng bị nắm sinh bệnh. Chống lên tiếng được. Có trái nó rã mình chống đi. Cơ bản như cây này là như thế này là được rồi. Không cần phải, tại vì trước khi anh đặt cũng có tỉ sơ ở trong thân hết rồi đó. Này những cành mà anh tỉ sơ hết rồi đây. Nói không khó như này. Nhưng mà sau này á, khi mà thời điểm mà nó mà cái nào mà anh buộc chẳng có quả. Sau này á, đậu khoai làm quả là có quả, muốn mày cành đồng tay rồi. Mình chắc đi. Cái hại như trong này. Thì anh buộc là sẽ có quả, chắc đi sẽ mất. Tại vì đó cũng là cái đậu cát đây. Đậu cát đây. Nếu mình chắc đi khả năng đậu nó. Nó thường thường thì nó đậu khi ngồi này thôi. Ra kho thì đậu trái nằm ở ngoài này. Nhưng mà những cái cành chính nha, những cành em cắt đi á. Đây không đậu. Đó, mà nó đậu những cành này này. Đây này. Là những cành đậu trái. Đây, cơ bản cái này là như thế này. Xuống cái dưới. Đây này mấy anh cứ lát sang này mà. Tiến sĩ ước tuổi gì? Sách tay đi bắt các tiến sĩ cái. Đây toàn tiến sĩ thôi em ạ. Đây cũng tiến sĩ Hương, chuyên ngành là cà phê học. Ở trong nhìn bà anh toàn tiến sĩ với là kiến sư không mà lý giáo sư không à? Trời ơi, vườn anh vẫn xấu đó. Đấy này này, có em ơi, em vừa cắt cái này chạy cho anh em nó biết tí. Nó vừa bên cạnh. Tại em lùn thì em cũng không phới tới đâu mà. Không lùn thì em bắt thang. Rồi thì em nãy mới giải thích cho anh ấy vừa xong á. Giờ thì chỉ em không phới được một cưa chứ. Không biết nắm kinh, ví dụ như mà cái kêu người nhưng mà phải biết được. Chị hỏi đi. Để em trả lời. À em biết chứ. Cắt cái này thôi để cho nó ra quả, cho nó to, nó vụ cái gì. Không, cái này là em tạo tán chứ không phải là cho ra quả cho nó tạo nó tán hả? Thì em cứ nghĩ là cắt nó bớt đi để nó thưa ấy, để nó có sức, và thứ hai nó không bị bệnh ấy. Đó, bây giờ cái mình nếu mình để như ngọn đó thì nó cứ lên giống như mấy ngọn này. Dạ. Lên thì nó to quá. Không. Tạo tán nào nó nằm trong cái cây mình sẽ bị rột tán. Không được thông thoáng giống như cây cà của mình á, mình phải làm cành chứ mình để cho nó thông thoáng đi để quả thôi, đúng không? Nó dễ đậu được không? Đỡ bệnh tật đây. Đúng. Kiểu mình học thì mình cứ trả lời vậy thôi, anh hỏi thì mình trả lời, mình biết thì mình nói thì đó. Như thế này thì em cắt xong thì những cái đọt này nó ra thành đọt chính như hồi nãy. Cây của mình tán sẽ rộng hơn. Chị cứ có thắc mắc nào chị cứ hỏi nha. Đó,
Thì cứ thắc mắc nào không hiểu cứ hỏi nha, em giải thích cho. Cao quá nhất là nó nhất là gió thổi nè, cái thứ hai là không có khả năng đậu. Mình cắt cái ngọn đi thì cây nó mới thẳng, nó cứng được chứ còn không nó cứ nghiêng ở bên ấy. Phải. Cắt cái ngọn đi thì cái tay này. Cái tay này nó làm cái ngọn nhát. Cắt cái ngọn này đi thì cái này thì mai mốt nó ra thành cái này. Quả nó ra như chỗ này. Đấy. Đó thì bơ này đã đạt tiêu chuẩn rồi anh. Hả? Bơ này đạt tiêu chuẩn. Quá đạt tiêu chuẩn rồi. Đẹp à anh? Quá đẹp. Thứ nhất là mình muốn tạo cho nó thông thoát, có những cái này. Sau này những cái cây này mới vừa cắt đi là nó nằm trong này, nó sẽ lên trên kia. Giờ mình cắt đi thì nó ra ngoài này, nó lên ngoài này, cây mình sẽ thông thoát hơn, nó rộng ra sẽ thông thoát. Lô. Nó nằm chưa ngồi. Hả? Ừ. Ừ. Ông cứ về ngồi đây đi, tôi có mấy ông bạn ở Đắk Lắk sang. Có mấy ông bạn ở Đắk Lắk sang đang ở vườn tí nữa, cứ về. Anh ơi, bơ này là năm nay liệu hay chưa? Đang chưa. Cho thì được nhưng mà không nên. Hả? Cho thì được nhưng mà không nên. Không nên hả? Lại phải để năm nữa hả? Để năm nữa. Có hoa rồi các bạn kìa. Các bạn trang rồi có hoa rồi, nhưng mà để ít thôi. Để những cây sai nó ăn được 1 năm thôi, năm sau thì nó chết luôn, nó vàng là chết luôn. Không, em nó bảo để vậy gấp bảy trái thôi, rồi lại diện thôi. Nhưng mà để nhiều là nó hư cây, nó còn nhỏ. Không ra được rồi, nó có ra ho nhưng mà cái này không ra quả. Đâu, giải thích luôn là cái ổ lợn để 14 con đấy. Thì nó phải có 16 con, 8 con không? Đâu? Đấy. Xong 14 con thì nó nguy hiểm. Anh ơi, mà sao chuyên gia thì trẻ này thì mai. Em tưởng chuyên gia phải tầm 5-60 tuổi mới biết. À, cái tuổi tác quan trọng không? Trẻ này nó không có kinh nghiệm đâu, em nghi lắm. Tuổi tác không quan trọng đâu. Chủ yếu là em mà tưởng đến 5-6 giỏi là lên chuyên gia rồi. Tuổi tác nhỏ mới có kinh nghiệm chứ. Mấy em đẹp toàn mấy anh trẻ thôi đó, mấy anh già đâu. Mấy già đâu. Chuyên gia, chuyên gia thời xưa. Em nói chị chuyên gia hồi xưa sao người ta không thấy là những cây bút đậu trái mà đạt được hiệu quả như trẻ bây giờ. Anh ơi, ngày xưa là cũng bơ bút. Đó. Nhưng mà chuyên gia ngày xưa sao người ta không có đi tạo cây bơ, không những cây bơ bút mà cây bơ nào mình phải cắt như vậy chuyên gia người ta không đi tạo đáng làm cành. Cây không ba tư, ví dụ không ba tư hay là ví dụ như là bơ thường, bơ thường cũng vậy. Mình tạo như vậy nó hay hơn không? Hay hơn, anh cứ nhìn những cái bơ thường tại sao nó thông thoát, tại vì nó đậu. Mà đâu làm gì đâu, cả năm để bơ hạt cái bơ bài mà không đậu cả bệnh dịch. Đúng rồi. Bơ ghép mà nó nghiệt chỗ, nó bệnh gì đó, còn cái bệnh u sân nữa. Cái bệnh u sân dân mình không biết đâu, nó phù ngay góc ra. Nó do cái nấm địa y dưới đó nữa. Bệnh đó là nó hay bị mùa mưa lắm. Đầu mùa mưa. Như giữa mùa của mùa nó chung vô mùa mưa nó bị. Nếu mà phân chuồng là hôm em có clip phân chuồng là anh cứ đổ tán bao nhiêu anh đổ bao nhiêu? Đổ ngoài tán này, ngoài cũng rạch rạch như hôm nọ nói này. Rạch sâu vào cái gang này cũng đổ hết. Lấp lại. Để nó bén thành mảnh lắm. Cứ đầu mùa mưa. Mùa mưa. Cây bao cây. Cây bao. Hôm nọ em làm cây bao đấy. Một bao khỏe lắm. Nhưng mà cái bao đó em chịu ủ. Anh là thường đây là họ làm để họ ủ hết. Ủ với Chico Đạt Ma. Em là em đổ thêm đợt đồng bạc xuống nữa. À, đồng bạc xuống nữa. Không cần mình đổ cũng được, ví dụ như em có thuốc thử luôn, em đổ bỏ xuống đổ à, được. Còn nếu mà ủ cũng được không? Ủ tốt nhất, khỏi bị nấm. Nếu mà mấy ông giờ trên điện gọi điện cho mấy ông chuyên gia, mấy ông kỹ sư trong phòng ở hỏi cho ông giải thích. Còn em thì nói chung giải thích sơ vậy thôi, không giải thích nhiều. Không cắt phải được, anh thấy nhất là nó phải bị gió này. Bên đây gió mạnh quá. Trời em chắc có xui. Đỡ phải chống que đấy. Cắt đi về nó không phải chống que nữa đâu. Ở xuống em làm anh mấy cây dưới này nữa. Chống que nữa. Cậu trực tiếp chở đi. Không, mà mình sang mình hỏi ông chứ ông hỏi mình đâu. Ông là chuyên gia mà. Anh vào ông vừa nó sâu hơn rồi. Gần em mà. À. Là ông ấy có 5 hectare ấy. Ở Đặc Hiếu. Năm nay ông mắc thu. Đây là đúng chuyên gia này mà.
mấy ông ngồi trong phòng bụng phê chào nghe gãy ngay cái bơ. Mấy ngày này thực tế là người thực tế thì hơn lý thuyết đấy. Cái bơ này mấy cái tí. À cái cưa đây em này, cái cưa này. Cầm thưa không? Mà cưa đi phải nó không phải chống que nữa đâu, nó có nghiêng nó cũng mấy đâu mà nó cân bằng luôn. Mình không quan trọng mà. Cầm em không chống nữa đâu. Này. Em đi. Cưa khác còn giỏi hơn đấy chứ mà. Tuổi trẻ tài cao mà chị. Cưa khác còn giỏi hơn không em? Cưa gái còn giỏi hơn đi. Anh ước thì mặt anh giống anh ước. Ước gì hả? Ước gì? Cưa gái còn giỏi hơn. Hôm nay ông cưa cây còn cưa gái còn mạnh hơn. Thế cái ngọn này anh để cưa luôn chị anh. Đúng mẹ mày tài nhờ. Mới nhìn biết cái này. Vớ vẩn thì mai mốt sang nhà dì Hương cưa rồi gỡ được bao gạo. Với lại khi mà nó đang ra đọt non á nha, anh chịu khó phun nước sâu cho em nha. Cho bộ xích cái chết hết là không còn cái đọt nào á. Trời ơi rồi sâu nó ngứa tay này em nè. Ngứa tay này. Mấy cái đọt nào mà chết hết là uổng á. Phun chịu khó phun khoảng 15 7 ngày phun lần, phun 3 đợt thôi. À. Thì nó già xong không cần phun nữa đâu. Nó đang ra đọt non mình phun thì nó già không cần phun nữa. Không tí nữa sang nhà mợ được không? Mời chuyên gia sang bên bên mợ. Đây con em dâu đây. Đây cái này là nó được 100 cây. Đang trực tiếp đấy. Đang trực tiếp luôn. Không thì đang trực tiếp luôn. Không mợ đứng vào sát sát đây để đưa lên hình cho nó nét hơn đi. Hả? Mợ đứng vào cái tư thế cầm cái kéo lên cái cưa đây rồi này. Quay đây rồi, sang năm em xuống em cho xem lại clip đó là khác à. Anh cưa đi cái gì mà cây bơ nó vững chắc cái kia rồi. Vậy nên em bảo bác là nhỏ cưa cụt nó đi thì bác không nghe. Chuyên gia sao bác mới chịu. Có chuyên gia sao em bảo anh nghe phiêu lắm. Một nhà lắm năm phiêu chuyên gia nhỉ. Một nhà không phiêu. Ở chuyên gia bên này cũng toàn bên Đắk Lắk học bên Đắk Lắk rồi thôi. Ông này cái chân dây nữa này. Đúng. Rồi cái này cơ bản như thế này thôi. À. Nói chung cần chồi trong kia thì anh đã làm sâu qua hết rồi. Bây giờ em chủ yếu là em cắt những cái ngọn để em tạo lại những cái tán khác cho anh. Còn sang năm ấy, như sang năm ấy là cứ bắt đầu có quả mà tầm năm đấm này là mình lại cắt tiếp à? Hay là sao? Vâng. Đó, thì cái thời gian đó sẽ có những cành nó không đậu trái, nó ra xong nó rụng mất đi. Nó nằm ở gần trong thân. Mình sẽ cắt bỏ đi chứ để làm gì nữa. Năm nữa thì nó tự khô mà tự chết. Nó nằm rộp trong thân quá là tự khô là chết đi. Vậy mỗi năm cắt có một lần em nhỉ? Dạ, năm cắt lần. Anh thử cây bía đi. Cái này đúng không? Cái cua như vậy là được rồi. Thử cây bía thôi là... Thì mình số béo mà. Vậy là một năm một lần dương nhỉ? Lúc nào mà mình quên nên là mình bỏ cái video này ra. Là anh sẽ dạy là mình nhớ là cứ vậy mình sang thôi. Gì hết, anh biết sao không, đỡ không quay không? Có nghĩa là khi em tới đánh giá lại là lịch sử của anh nó còn đó. Mà anh thấy nó khác liền. À nước mía kia em. Còn nữa đâu mà nhanh. Từ sáng đến giờ mà có một ly. Bên anh nhầm bác ánh không đem nước xuống. Đâu bác mang cái để kia không hỏi bác rồi thôi. Mấy cái này tạo dù bây giờ là nó đẹp luôn à. Thứ nhất mình cắt vậy nó vừa. Nhưng mà thứ hai nó không bị sâu bệnh. Nó dày thịt quá nó sinh sâu bệnh. Thời gian sau mình cắt bỏ luôn. Tại vì ít bữa nữa nó sẽ nằm trên mặt đất. Xét ra luôn. Thôi giờ kéo. Rồi có cắt bỏ là cắt trong luôn. Giờ nó có sức nó lên. Không nếu có cắt là cắt sát trong luôn. Của chị bên đó là bị nấm hết rồi á. Xì gốc hết rồi. Nó bị nặng lắm á. Không anh có nhà xong. Ý là bà Hương nó bỏ tính sẵn cưa đây này, cưa luôn từ gốc luôn. À anh có nhà. Nó hết bệnh. Người chứ vẫn có. Còn thế nó có cưa lốc chứ mà. Chưa có đủ lớn như mấy cái kia để mình tạo cho nó kỹ hơn. Bây giờ mình cơ bản mình tạo để cho nó phát triển. Thứ nhất là cái tán nó rộng ra. Những cái cây này là đều bấm ngọn như vậy hết được không? Dạ. Sao những cây như thế đó anh nên bấm ngọn. Anh đừng để nó lên cao lên thì tất cả cái ai cứ dồn lên phía trên. Cây nào nó cũng sẽ vươn lên, nó sáng nó cứ lên theo. Mình học bài xong mai mình cũng cho họ xuống vườn tôi. Anh đơn giản ví dụ như bây giờ những cái cành này em để là em, ví dụ như anh là cành đây, nó đang sủi xuống dài nha. Nhưng mà ví dụ em cắt bỏ đi, cắt hết cây này, em chừa một cành này. Nó sẽ ra nó lên thành một cái cành chính. Đó, nó sẽ ra nó nằm ở đây. Chứ không phải là nó nằm chuỗi ra là xong. Nó sẽ ngược lên lại. Nó sẽ phát triển ngược lên. Vì nó quang hợp được rồi là nó theo ánh sáng nó đưa lên. Đúng rồi. Đó, như cành này bây giờ em cắt bỏ hết đi. Em để một cành này nó đang suối với dài. Nhưng mà một thời gian sau mình chăm sóc, phân bón, nước non đầy đủ. Nó sẽ phát triển ra thành một cái ngọn.
chứ không phải là một cái được trước mắt như thế này. Bấm luôn cây này đi nào, qua đó. Cây này có tiện nhiều vậy anh em. Cứ thằng nào ngủ là cắt thôi. Ủa, vậy làm sao mà đủ độ cho cây nó cắt nó sướng được anh? Cây nó ngọc như thế này cắt thì sao cây mà này nó quá nhiều cành non này. Từ từ nữa anh, vậy này. Đó, thì bây giờ nếu chỉ để thì nó rộng hết luôn ở bên trong này. Không ánh sáng. Nó thông thoáng ra bên ngoài được. Thì cành này cái này khó này, cái này ba ngọn này. Này, cái này em bỏ đi này. Để cắt được. Cắt được. Anh cắt đi. Cắt đâu? Cắt ghét như thật luôn, không sao rằng tôi thì cắt thật luôn chứ bác phải như thật. Cắt là cắt thật luôn đấy. Không có hồi bé rằng vậy. À có cái thế, bị như kia nó có hai ngọn luôn. Bị hồi bé sao nó có tật nó hai ngọn như vậy. Cắt đi một ngọn à? Hai thân đi. Nhiều thân quá anh ơi. Để đi lại chính thôi. Đưa này này. Hồi anh. Cái đứa này bắt nó cắt được. Anh là bên cây nhau luôn hả? Cắt nào nãy em thấy anh em cầm được cây nhau chứ gì, nhưng mà nhà em có mỗi cây thôi. Mỗi cây, cây nào mỗi ý. Cái bơ này ở bên Đắk Lắk giờ bán bao nhiêu ký anh? Hiện tại là 130. Hôm nay là 130. Anh chỉ cần lấy 20.000 đến 30.000. Vậy giống 034 bên đấy bao nhiêu ký? 034 khó bán lắm. Có chăng là Lạt họ mới mua thôi. Vì cái bằng chuyển nó dễ bị gãy. Nên là Lạt nó qua dùng khay nhựa đi hết. Và số lượng mới đủ. Toàn suốt vào Đà Lạt mà. Đúng rồi. Mà bao nhiêu ký? 270 à? Còn năm vừa rồi 200 á. Anh cho nó đi luôn đi. Nó ngỏng lên nó khổng lắm. Ngỏng rồi muốn thích à? Không. Thì bỏ cái nào ngỏng này phải sang hết đi. Ra những cành chi rồi là cắt tiếp lần nữa. Sẽ tạo lại cành, mình chọn lại cành khác. Có như mát cành này. Chọn cho nó đều cho cái này này. Nó tự nó đều. Cái hạn như ví dụ như mấy cái đọt đó mà dưới này nó phát triển đủ thì mát cành này nó sẽ lên như thế này. Chẳng phải là nhờ đây em ơi, anh hỏi cái cây hai thân này nó khó. Hai thân thì sao thì một thân. Cây một cây 50 ký, 2 tấn thôi, 2 tấn nhân giá 20. Được rồi. Giờ ảnh kêu 20 thôi, bữa anh tính 15 giờ anh tính là 20. 50.000 thôi, một cây bèo lắm cũng được 3 triệu. Đầu tư đang có nhiêu đâu, mợ giờ thì hết rồi, cái gì nữa. Thôi đầu tư gì đó. Thôi. Một cây anh nói mợ cho đến mợ đầu tư về cho đến 60.000 là hết pin, 50.000 hết pin đi. Hai mợ không phải mất công hai. Cây đầu tư có 50.000 đó. 60.000 như mấy mà sau này hoàn thiện rồi. Còn nếu mà có điều kiện thì 100.000 nâng lên. Không bao nhiêu đâu. Còn bạn như nếu mà giờ mợ có lo giống như vậy, mợ là nếu là xuống thì mẹ mợ cho lên. Không cho nào ý là anh phải nói là mợ phải cố gắng hơn, không phải mợ phải chăm chỉ chăm. Phân như là cộng với thuốc bôi đấy, thuốc bôi cỡ nếu mà mình bôi về định kỳ, bôi mà bôi phòng bệnh ấy nó khác với bôi chữa bệnh. Không có tiền pha bốc đô, mua vô với đồng xung phát về tốn bao nhiêu đâu, 100.000 là về quét hết cả vườn luôn á. Tí lên cho ông thức luôn hả, chết chịu gì cũng chịu. 100.000 hết vườn luôn anh, chết chịu gì cũng chịu mà. Chấp chịu cũng chịu. Ký bôi có 20.000 mà một ký đồng có đồng xịn đấy. Đồng 70.000 à? Ờ là có một là 100.000 mà cái đó em pha được 400 lít nước mà em bôi. Mẹ ăn bình gửi cho ít thôi. Xong rồi ăn. Có những cái đó là ok. Nó có khác xíu nào không? Khác kiểu gì? Đẹp hơn, vững chắc hơn. Chắc
anh không tiện thì anh cắt luôn cái ngọn kia. Ừ, vậy thôi, chưa rồi mình chỉ cần chưa rồi sang bên nhà mợ là làm